Một trong những lời khuyên mà của các cụ chúng ta luôn luôn nói rằng ô, hãy cứ làm ăn chăm chỉ và tiết kiệm, gửi tiền vào ngân hàng đi. Nhưng này, tôi cảnh báo với các bạn một điều, đó là thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta đó là 10 cách để các bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với hiện bạn gửi tiết kiệm vào ngân hàng. Ok, nào các bạn, chúng ta hãy cùng trao đổi với nhau một thực tế. Đó là bạn luôn luôn băn khoăn và trăn trở là làm thế nào chúng ta làm với số tiền mình kiếm được bằng mồ hôi, xương máu của mình. Những số tiền mà bạn kiếm được hàng tháng, bạn băn khoăn, bạn không biết là chúng ta nên gửi tiết kiệm hay là chúng ta nên làm một cái hoạt động gì để có thể sinh ra lãi suất hay lãi kép nhiều hơn so với việc chúng ta gửi tiết kiệm phải không nào? Ai cũng biết là lãi kép có tác dụng như thế nào và lãi kép là kỳ quan thứ 8 của loài người. Nhưng mà không biết được làm thế nào để chúng ta có thể sinh ra lãi kép. Ồ, một trong những lời khuyên mà của các cụ chúng ta luôn luôn nói rằng ồ, hãy cứ làm ăn chăm chỉ và tiết kiệm, gửi tiền vào ngân hàng đi. Nhưng này, tôi cảnh báo với các bạn một điều, đó là nếu bạn gửi ngân hàng với lãi suất là 6,5% một năm ở một ngân hàng to nhất của Việt Nam, thí dụ như là của Vietcombank chẳng hạn, bạn có biết là sau một thời gian thì bạn sẽ nhận được cái gì không? Bạn có biết là cái lãi lạm phát của chúng ta thực tế là 4% một năm. Và nếu như bạn gửi vào ngân hàng với lãi suất 6,5% một năm chẳng hạn, thì sau một năm cái lãi suất thực dương của bạn chỉ có 2%, phải chỉ có 2% mà thôi. Và bạn chắc chắn là không muốn một chuyện xảy ra với cuộc sống của bạn, đó là bạn đã đọc một cái bài báo ở trên mạng, đó là 12 cuốn sổ tiết kiệm trị giá là 3 căn nhà chỉ sau một thời gian đó là 20 năm và chỉ còn vài bát phở mà phải không? Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau trao đổi ngày hôm nay để nói về những cái cách chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với chuyện chúng ta gửi tiết kiệm ngân hàng một cách truyền thống nhé. Ok, cách đầu tiên mà tôi bày cho các bạn đó chính là mua vàng. Wow, mua vàng là như thế nào? Các bạn có thể đầu tư vàng vật chất hoặc là các bạn có thể mua vàng chỉ số ở trên các hội đồng tương lai trên nền tảng MT4 hoặc nền tảng Etoro hay bất cứ cái nền tảng nào mà bạn cảm thấy nó là một cái nền tảng đáng tin, bạn có thể đưa tiền gửi vào và rút tiền gửi ra một cách nó thoải mái và không bị vấn đề liên quan đến pháp luật phải không? Mua vàng, tại sao lại là mua vàng? Vàng luôn luôn là ưu tiên, nó không phải là số 1 của tôi nhưng luôn luôn chiếm khoảng độ từ 15 đến 20% tài sản của tôi. Lý do tại sao lại như vậy? Chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử của giá vàng nha. Các bạn đã xem video giá vàng của tôi rồi, các bạn biết là năm 1973, đó là lúc mà Tổng thống Richard Nixon đã từ bỏ bản vị vàng. Và lúc đó vàng có giá là 35 đô một ounce. Tức là bất cứ một người Mỹ nào trước năm 1973 nếu đến nhà banh của Mỹ và có thể đổi được 35 đô để lấy một ounce vàng ra. Nhưng sau đó thì do cái nhu cầu để mà Nixon và Mỹ có thể tham chiến vào cuộc chiến của Việt Nam cũng như là tài trợ cho những thâm hụt ngân sách để in tiền từ Fed thì ông ta đã bỏ chế độ bản vị vàng. Và bạn biết từ năm 1973 giá vàng là 35 đô. Bây giờ sau rất nhiều sự thay đổi, rất nhiều đợt in tiền của Fed thì giá vàng đã là trên 1.700 đô la một ounce. Và như vậy giá vàng không những là giúp bạn hạn chế và để kiểm soát lạm phát mà giá vàng còn giúp bạn làm một việc, đó là các bạn bảo vệ giá trị của đồng tiền của mình phải không? Giá trị đồng tiền của các bạn, nhiều khi vàng không phải là kiểm soát lạm phát như chúng ta vẫn thường tưởng mà vàng còn có một ý nghĩa lớn hơn. Đó là bạn biết khi Fed và các ngân hàng trung ương trên thế giới đang in tiền rất nhiều thì vàng chắc chắn cùng với những tài sản khác sẽ tăng giá theo thời gian. Bởi vì quy luật đó là cung và cầu, cung tiền nhiều, số lượng hàng hóa hiện hữu hạn. Do đó thì bạn thấy rằng khi mà lượng tiền nhiều hơn thì giá cả của cái hàng hóa đó, đặc biệt là vàng, sẽ tăng lên. Đó là cách đầu tiên. Cách thứ hai mà tôi muốn bày cho các bạn đó chính là việc bạn hãy tìm và mua những trái phiếu, phải những trái phiếu có tài sản đảm bảo, được gọi là secure loan của các cái doanh nghiệp. Ok, của các doanh nghiệp thì trái phiếu như của doanh nghiệp, như tôi nói trong video trước, tôi đã bảo rằng là các bạn hãy cẩn thận với bong bóng trái phiếu của nền kinh tế, đặc biệt đó là trái phiếu doanh nghiệp của những doanh nghiệp mà không có secure loan, tức là những trái phiếu không được đảm bảo bằng tài sản. Còn nếu như bạn tìm thấy một doanh nghiệp nào tốt, có thương hiệu, trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản và được bảo kê hay còn được đánh giá tín nhiệm bởi những đơn vị thứ ba và được đảm bảo bởi những ngân hàng lớn khi phát hành trái phiếu này,
thì tôi nghĩ rằng những khoản lãi suất khoảng 9 cho đến 11% một năm đó là một trong những khoản lãi kép tương đối tốt đối với những tài sản của bạn. Thà là bạn hãy tập trung vào những trái phiếu còn hơn là bạn gửi vào ngân hàng với lãi suất 6,5% một năm, phải không nào? Điều số 3 mà tôi muốn khuyên bạn để kiếm được nhiều tiền hơn so với việc gửi tiết kiệm ngân hàng đó chính là gửi tiết kiệm kỳ hạn dài 12 tháng, 24 tháng vào những ngân hàng nhỏ. Bạn có thể nói với tôi rằng: "Ô anh ơi, anh khuyên kỳ vậy." Anh bảo là cái cách nào để kiếm tiền nhiều hơn so với gửi tiết kiệm ở ngân hàng mà anh lại bảo là gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng. Nhưng các bạn hãy phân biệt và chú ý, đó là gửi tiết kiệm vào những ngân hàng nhỏ. Những ngân hàng nhỏ, tôi nói thí dụ như là ngân hàng VIB Bank hay là Saigon Bank chẳng hạn. Nếu bạn gửi tiết kiệm của Vietcombank hay là Techcombank hay là bất cứ một ngân hàng nào lớn của nhà nước thì bạn sẽ thấy rằng là dù là lãi suất tiết kiệm 12 tháng nó chỉ là 6,5% một năm, nếu là 24 tháng nó có thể là 6,6% một năm, còn nếu là 36 tháng thì các bạn chỉ thấy rằng cái lãi suất tiết kiệm thực của bạn nhiều khi nó chỉ khoảng là 6,4% một năm mà thôi. Lý do tại sao những ngân hàng nhỏ có thể huy động như Saigon Bank hay VIB Bank có thể huy động số tiền của bạn với lãi suất cao hơn, đó là khoảng 7,59% một năm cho kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng. Đó là bởi vì họ là ngân hàng nhỏ, họ có sự khó khăn trong việc huy động vốn, khác với những ngân hàng lớn có được một cái danh tiếng, có được cái thương hiệu mạnh. Họ có thể huy động lãi suất tiết kiệm của người dân với lại cái lãi suất thấp hơn, chỉ là 6,5%, thậm chí kỳ hạn thấp hơn chỉ khoảng 5% một năm. Còn nếu bạn tập trung gửi tiết kiệm tại những ngân hàng nhỏ hơn, tôi nói thí dụ như ngân hàng quốc tế VIB Bank hay là Saigon Bank. Nào, tôi không có bất cứ quyền lợi nào trong cái câu chuyện có bất cứ tài trợ hay bất cứ một cái gì để nói về Saigon Bank hay là VIB Bank, nhưng tôi đang đứng với tốc độ của một chuyên gia về tài chính doanh nghiệp và tài chính cá nhân. Tôi khuyên bạn là bởi vì điều đó có lợi cho bạn. Bạn có thể nói rằng: "Ôi, chênh lệch khoảng đâu đấy 1% thì có ý nghĩa gì với cuộc sống của em?" Nào, 1% đối với bạn đó là lãi suất thực dương của bạn tăng lên từ 2% lên 3% một năm. Mà bạn biết đấy, lãi kép thì chỉ còn chênh 0,5% một năm cho đến 1% một năm đã là cực kỳ nhiều rồi. Và bạn nên nhớ, chúng ta phải thông minh. Nếu chúng ta không tìm được kênh để đầu tư khác, hãy tìm một cái ngân hàng nhỏ để đầu tư hơn cái số tiền tiết kiệm của mình, hơn là chúng ta tìm một ngân hàng lớn. Và bạn yên tâm, chưa bao giờ tôi nói điều này, nhưng ở Việt Nam, khoản bảo hiểm tiền gửi của Việt Nam chỉ là khoảng 50 triệu đồng theo pháp định của nhà nước. Nhưng tôi biết đối với lại nhà nước Việt Nam thì các bạn có một niềm tin rằng là ngân hàng sẽ không bao giờ phá sản được đâu. Khác với lại tất cả những cái nơi khác, đất nước khác trên thế giới, Việt Nam sẽ rất khó và luôn luôn đảm bảo rằng những cái tổ chức tín dụng của mình và những ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng, không bao giờ bị phá sản. Chúng ta hãy nhìn lại câu chuyện của Ocean Bank trước đây, hay là những ngân hàng yếu kém như ngân hàng Nam Á bây giờ đã được tái cơ cấu thành công như thế nào. Và dĩ nhiên, để phá sản một tổ chức tín dụng, đặc biệt là một ngân hàng, là một điều mà nhà nước này không mong muốn. Và bạn đang sống tại Việt Nam, bạn hãy hiểu điều này, ok? Điều thứ tư, mẹo thứ tư mà tôi khuyên các bạn để có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa không bằng cách gửi tiết kiệm ngân hàng, đó là hãy tập trung đầu tư vào cổ phiếu. Và cổ phiếu này là cổ phiếu hãy ăn cổ tức hàng năm. Nào, các bạn có thể nói rằng là đầu tư cổ phiếu thì rất là khó, phải không? Và bạn phải biết cả về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Thế nhưng nếu như bạn là một nhà đầu tư cổ phiếu cẩn trọng, bạn hãy chọn những cổ phiếu mà có lịch sử trả cổ tức đều đặn hàng năm. Có thể là giá cổ phiếu hơi cao một chút vào thời điểm này khi các bạn mua, nhưng nếu chúng ta hãy nhìn vào cái tương lai của một doanh nghiệp trả cổ tức đều đặn hàng năm và tiếp tục tham vọng mở rộng sản xuất, thì bạn sẽ thấy rằng là tương lai của Việt Nam với cái cơ cấu dân số phẳng tiếp tục phát triển như vậy, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển và những cái cổ tức của bạn sẽ được đều đặn trả vào cho cổ tức của bạn hàng năm. Và điều đó nó cũng sinh ra một cái lợi suất hay là một cái lãi suất tốt hơn so với việc bạn gửi ngân hàng với lãi suất chỉ khoảng 6,5% một năm. Chúng ta có thể tham khảo một số những cái công ty trước đây đã làm rất tốt, thí dụ như Nhựa Bình Minh, như FPT hay như Vinamilk chẳng hạn, hay như cổ phiếu công ty SCS hoặc cổ phiếu của công ty SAS, hay bất cứ một cái công ty như là NCT, hay là những cổ phiếu của những cái công ty ở trên sàn mà trả cổ tức đều đặn hàng năm như Đầm Sen Nước. Tất nhiên bây giờ giá của nó sẽ khác, và bây giờ so với hồi xưa thì tất cả mọi thứ đều khác đi rất là nhiều rồi. Việc của bạn đó là hãy đọc sách, hãy tìm hiểu những cái công ty nào trả cổ tức đều đặn hàng năm và hãy mua nhé. Ok, cách thứ 5 mà tôi bày cho các bạn đó là chúng ta hãy đầu tư mua cổ phiếu.
Nhưng thay vì mua cổ phiếu của những công ty trả cổ tức đều đặn hàng năm thì chúng ta sẽ tập trung vào những công ty tăng trưởng. Thế nào là một công ty tăng trưởng? Công ty tăng trưởng đó là cái công ty luôn luôn có sự khát khao về tăng trưởng, khát khao về vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh. Hãy cứ tưởng tượng đó là mở rộng sản xuất kinh doanh liên tục với mô hình kinh doanh vượt trội của mình. Trong quá khứ thì các bạn đã nhìn thấy những mô hình mở rộng sản xuất kinh doanh liên tục và niêm yết trên sàn chứng khoán, thí dụ như Nhựa Bình Minh, thí dụ như là Thế Giới Di Động, thí dụ như là Hòa Phát, vào những chu kỳ kinh tế đẹp chẳng hạn. Bạn có thể đầu tư vào những công ty này và nắm giữ trong suốt một vòng đời đi lên của sản phẩm. Và bất cứ khi nào kinh tế Việt Nam phát triển, bất cứ khi nào tín dụng dồi dào, bất cứ khi nào mà người tiêu dùng chi tiêu cho bán lẻ nhiều, hay là P&J, bạn sẽ có một khoản lợi tức không phải là bằng cái cổ tức, mà chính là bởi vì giá cổ phiếu tăng trưởng liên tục ha. Đó là cái công ty tăng trưởng. Công ty tăng trưởng được định nghĩa là những công ty có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng về lợi nhuận trên 25% một năm, và có tỷ lệ ROE hay là Return on Equity. Return on Equity có nghĩa là gì? Đó chính là hiệu suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu trên 20% một năm, ROE. Và để làm được điều này, bạn hãy đọc bộ Làm Giàu Từ Chứng Khoán. Đúng, Làm Giàu Từ Chứng Khoán của William O'Neil. Bạn sẽ hiểu được phương pháp đầu tư theo tăng trưởng, đó là phương pháp Can Slim, gồm chữ C, chữ A, chữ N, chữ L, đúng không? Chữ S, chữ L, chữ I và chữ M. Mà trong đó quan trọng nhất đó chính là sự tăng trưởng của doanh thu, lợi nhuận và Return on Equity của những công ty này. Cách thứ 6 tôi bày cho bạn đó là bạn hãy đầu tư vào cổ phiếu. Và lần này bạn hãy tìm cho tôi một cổ phiếu của công ty có khả năng lật ngược thế cờ, tức là những công ty Dunu có khả năng lật ngược thế cờ. Thí dụ trong lịch sử các bạn đã thấy ở thị trường chứng khoán Mỹ, đó là vào năm 2001, khi Apple chuẩn bị delist, tức là bị hủy niêm yết tại sàn chứng khoán của Mỹ, thì Steve Jobs quay trở lại công ty từ sau khi bán công ty Pixar cho một cái đối tác mà mua lại, đó là Walt Disney. Sau khi bán Pixar, Steve Jobs quay trở lại với lại Apple, và từ đó ông tung ra một cái máy nghe nhạc gọi là iPod. Và máy nghe nhạc này đã thay đổi toàn bộ lịch sử âm nhạc của thế giới, và đó chính là Sony Ericsson của kỷ nguyên số, kỷ nguyên 4.0. Và các bạn thấy rằng giá của Apple từ thời điểm đó đã tăng liên tục, và cổ phiếu của Apple đến thời điểm này là một trong cổ phiếu có thị giá và trị giá cũng như market valuation lớn nhất, và thuộc hàng top của nhóm FANG stock gồm có Facebook, Apple, Amazon, Google và Netflix. Đó là điều mà tôi muốn nói với các bạn. Ở Việt Nam thì các bạn có thể tìm được những công ty như vậy hay không? Hãy theo dõi kỹ Hoàng Anh Gia Lai, Hoàng Anh Gia Lai Nông Nghiệp, hoặc là các bạn có thể xem sự tái cơ cấu trước đây của những công ty thủy sản đã từng rất nổi tiếng, hay bạn có thể theo dõi những công ty của nhà nước nếu mà có được ban lãnh đạo mới vào và thay đổi cơ cấu hoạt động, cách kiểm soát chi phí, thì các bạn sẽ thấy đó là những công ty lật ngược thế cờ. Ok, cách thứ 7 mà tôi bày cho các bạn để có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với việc bạn gửi vào ngân hàng, đó là bạn tham gia vào một cái cuộc kinh doanh online. Một cuộc kinh doanh online ở đây bạn có thể làm affiliate marketing, tức là tiếp thị liên kết. Bạn hãy tìm những cái sản phẩm, thí dụ như các bạn có thể liên kết với Happy Life để bán sách, làm công ty về bán sách, hay bạn liên kết với những hãng mỹ phẩm để bạn bán những sản phẩm mỹ phẩm dành cho phụ nữ, hay bất cứ một hãng dược nào bạn liên kết để trở thành một cộng tác viên bán hàng của họ. Đừng hiểu nhầm tôi, đây không phải là một hoạt động bán hàng đa cấp. Đây là một hoạt động bạn sử dụng chính những chất xám của bạn trong việc viết content và sử dụng cái công cụ về chuyện sử dụng social media, những cái mạng xã hội, để bạn có thể tận dụng vốn của người khác, sự vận chuyển của người khác, và cái công cuộc logistics và vận chuyển bạn không cần phải lo, bạn chỉ lo về công chuyện tiếp thị và bán hàng. Mỗi một sản phẩm bạn bán được thì bạn sẽ có được một cái khoản gọi là hoa hồng cho người bán. Và bạn đầu tư, thí dụ như là bạn có 20 triệu, 30 triệu, thậm chí 100 triệu. Đây là một số vốn rất là nhỏ để bạn có thể gửi tiết kiệm, hay đầu tư vào vàng, hay đầu tư vào những hoạt động khác như mua bán cổ phiếu chẳng hạn. Thì bạn có thể gây dựng số vốn bằng cách là mua những sản phẩm của người khác. Thí dụ mua sách, ví dụ mua mỹ phẩm, thí dụ như mua những cái sản phẩm khác để bạn bán lại để ăn chênh lệch. Thì đó là cái cách để bạn có thể kiếm được tiền nhiều hơn số tiền mà bạn đem 100 triệu hay 20, 30 triệu này bạn gửi tiết kiệm bạn nhé. Ok, mẹo vặt số 8 mà tôi muốn bày cho các bạn đó là bạn hãy mở doanh nghiệp của riêng mình.
Wow, mở doanh nghiệp của riêng mình có phải là một trong những điều mà cực kỳ hấp dẫn đối với tất cả những thanh niên trẻ trên thế giới này hay không? Mở doanh nghiệp cho riêng mình ha, một ý tưởng thú vị. Nếu bạn có 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu, 500 triệu, câu hỏi của bạn đó là gì? Liệu chúng ta đầu tư vào vàng hay cổ phiếu hay thị trường trái phiếu doanh nghiệp, hay là chúng ta gửi tiết kiệm online, chúng ta gửi tiết kiệm với lãi suất cao? Nhưng bạn vẫn nghe chừng không có cái gì đó thú vị với lại những hoạt động này, bởi vì bạn nghĩ rằng bạn phải mạo hiểm hơn và nó đòi hỏi là một cái kỹ năng khác. Thì lời khuyên của tôi là bạn hãy đầu tư cho bộ não của mình, học những khóa học kinh doanh online, học về marketing, về bán hàng, xây dựng những cái sản phẩm để bạn có thể bước đầu tạo dựng được một cái thương hiệu và những cái sản phẩm của mình. Nào, khi nào thì mở kinh doanh cho hoạt động của riêng mình hay mở công ty của riêng mình nó phù hợp? Tôi nghĩ nó phải trên 30 tuổi, khi bạn tích lũy đủ vốn sống, đủ hiểu biết, cũng như bạn đã xây dựng cho mình một cái mạng lưới kinh doanh đủ, thì lúc đó bạn hãy mở. Bởi vì nếu bạn chỉ hăm hở đi ra ngoài thị trường với một lòng nhiệt tình cùng với một sự hiểu biết non kém về sản phẩm, về dịch vụ và trải nghiệm, bạn mở một công ty, không những bạn sẽ mất vốn của bạn mà bạn mất vốn của gia đình và mất vốn của cả tất cả những người bạn bè đã tin tưởng vào bạn. Mở kinh doanh, và một cái kinh doanh, một cái công việc kinh doanh, xây dựng một thương hiệu luôn luôn là rất là hấp dẫn. Nhưng bạn phải biết, để thành công chúng ta cần kỹ năng, kinh nghiệm, vốn sống và cả những mối quan hệ, cũng như khả năng quản trị nhân sự và chiến lược mà chúng ta theo đuổi. Đó là một chiến lược rất dài hơi. Nhưng nếu bạn làm được, bạn sẽ có những dòng tiền đều đặn. Và dĩ nhiên những dòng tiền đều đặn nó sẽ sinh lời trên vốn đầu tư ban đầu của bạn. Và đó là cách mà bạn có thể khởi sự với lại một cái cửa hàng nhỏ nhỏ để bán lẻ, hay cửa hàng về thời trang, hay bất cứ một cái chuỗi thượng nhượng quyền nào đó. Đó là điều mà tôi khuyên bạn. Ok, điều số 9 mà tôi muốn khuyên bạn, khi bạn muốn phát triển và số tiền của mình hơn so số tiền gửi tiết kiệm, đó chính là bạn hãy tích lũy và mua những bất động sản nhỏ. À, bất động sản nhỏ nó có nhiều nguyên tắc. Một trong nguyên tắc đó là mua những cái nhà nát và sau đó sửa lại và bán cho những cái người có thể có nhu cầu. Nhà nát là như thế nào? Nhà nát đó là những cái căn nhà có trị giá dưới 3 tỷ, 2 tỷ. Và bạn tiết kiệm một số tiền, bạn có thể có năng khiếu về trang trí, về design, và bạn có thể có những cái deal bạn mua những cái đồ nội thất với giá hợp lý. Bạn có thể có một đội, và khi có cái đội đó vào trong một cái căn nhà nhà nát đó, bạn có thể đập ra, bạn có thể redesign lại, thiết kế lại, và sau đó thì bạn nâng cấp nó và tìm một cái người nào đó để bán lại cái căn nhà nát mà bạn đã bây giờ đã trở thành một trong những cái căn nhà rất là đẹp rồi. Thí dụ như tôi đã có những người bạn từng kinh doanh ở thị trường Gò Vấp. Bạn luôn luôn tìm những căn nhà ở dưới mức 2 tỷ là những nhà nát ở trong ngõ. Bạn chỉnh sửa sửa sang với lại một cái khoản ngân sách khoảng 500-600 triệu. Và sau đó bạn bán căn nhà này với lại mức giá khoảng trên 3 tỷ rưỡi. Và nó mang lại cho bạn và team của bạn ấy khoảng 800 triệu, 700 triệu cho đến 1 tỷ tùy gặp khách. Một cái căn nhà và một cái dự án. Một dự án như vậy của bạn đấy thì thường diễn ra trong khoảng từ lúc tìm ý tưởng cho đến lúc hoàn thành, nó vào khoảng 4 đến 5 tháng với một sự thi công rất là chi tiết và tiết kiệm đến từng cái chi phí một. Đó là cái khoản thứ 9. Khoản thứ 10 mà tôi muốn bày cho các bạn một cái tips, những cái mẹo vặt để kiếm tiền nhiều hơn so với ngân hàng, vẫn tiếp tục liên quan bất động sản. Đó chính là việc chúng ta có thể dùng cái nghiệp vụ đi thuê và cho thuê lại. Đó giống như là một cái nghiệp vụ mà bạn có thể thuê được cả cái tòa nhà, sau đó bạn chia nhỏ thành những phòng trọ và bạn có thể cho thuê sinh viên hoặc người đi làm cho thuê, và bạn quản lý cái tòa nhà đó. Hoặc là bạn có thể là thuê một cái địa điểm mà trống, sau đó bạn dựng lên một cái cơ sở, một cái doanh nghiệp, sau đó bạn sẽ ngăn phòng và cho những doanh nghiệp khác thuê. Tôi có những người em đã từng kinh doanh khá là thành công với lại cái cách thức này, và dĩ nhiên với một số tiền mà em đó có là khoảng tầm 2 tỷ và 1 tỷ tiền vốn, bao gồm tiền đặt cọc, tiền chỉnh sửa và sửa sang và tiền vốn lưu động, thì mỗi một tháng em kiếm được khoảng từ 50 đến 60 triệu so với lãi suất ngân hàng và đầu tư cổ phiếu. Đó là một trong những cái khoản thu nhập khá là đều đặn. Và tôi nghĩ rằng là thuê và cho thuê là một trong những nghiệp vụ mà bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi bạn tham gia vào thị trường bất động sản. Bởi vì đây là một khởi điểm cho việc kinh doanh của bạn. Nếu bạn thấy thích thì bạn hãy tham gia vào. Và khi bạn tham gia vào, bạn phải học hỏi, bạn phải cạnh tranh với lại những người giỏi hơn bạn, những người đã có sẵn ở trên thị trường. Và đương nhiên, bạn phải phát huy cái kiến thức của mình.
Và mỗi một cái hình thức kinh doanh ở phía sau này, từ đầu tư cổ phiếu, đầu tư bất động sản, mở doanh nghiệp, thì cái rủi ro của nó sẽ lớn hơn. Nhưng bao giờ cũng vậy, khi rủi ro lớn hơn thì cái khả năng bạn thu được về số tiền của mình nó cũng sẽ nhiều hơn. Ok, trên đây tôi vừa chia sẻ với bạn về 10 tips và 10 điều mà tôi muốn bày cho các bạn để có thể kiếm được tiền nhiều hơn so với lãi suất bạn gửi ngân hàng với ngân hàng truyền thống là 6,5% một năm. Và điều đó sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời giờ khi tìm hiểu về những kênh có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với việc gửi tiết kiệm ngân hàng. Lời khuyên của tôi là nếu bạn xem video của tôi, bạn là một người trẻ, hãy bỏ qua cái kênh tiết kiệm đi. Đời của bạn đó là bạn phải gắn liền với những gì đó, nó phải thách thức hơn, nó phải thú vị hơn và cần bạn phải tìm hiểu nó. Và hãy đầu tư vào cổ phiếu, hãy đầu tư vào bất động sản, hãy đầu tư vào doanh nghiệp của mình. Hãy tìm những hình thức kinh doanh nó mạo hiểm và thú vị hơn, hay khôn ngoan hơn một chút trong chuyện tìm kiếm những ngân hàng có lãi suất cao hơn. Ok các bạn ha. Như vậy chúng ta đã vừa trao đổi với nhau về 10 tips và tôi hy vọng rằng video này đã mang lại cho bạn rất là nhiều lợi ích khi bạn xem video này. Và tôi hy vọng nếu bạn thích nó, bạn hãy share cái video này. Hãy nhấn vào cái nút like button để cho cái nút like nó hiện lên cái màu xanh, bởi vì tôi nghĩ rằng bằng cách đó bạn đã giúp tôi đưa cái video này đến với nhiều người hơn. Và thuật toán của YouTube thì cũng thích như vậy, phải không nào? Nếu bạn thích video này hãy comment phía dưới là tôi thích video này và mong anh Thái hãy làm nhiều cái video như vậy nữa. Và tôi xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo về chủ đề về tài chính cá nhân, về đầu tư và về phát triển cá nhân của bạn. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn. Đừng để bỏ lỡ những video và những thông tin mới nhất của tôi. Hãy truy cập trang fanpage Thái Phạm, ấn nút follow và chọn xem trước để không bỏ lỡ những chia sẻ mới nhất của Thái Phạm. Tôi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề tiếp theo.